Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Với bài đầu tiên này thì xin hỏi Phạm Hương, trong một cái cuộc tình mà bạn cảm thấy là nó đang phai nhạt dần, thường bạn sẽ có xu hướng làm cho nó mới trở lại hay bạn sẽ có xu hướng là let it go? Đối với Phạm Hương thì Phạm Hương sẽ refresh lại mọi thứ. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Mình nên dành cho nó một chút thời gian để chúng ta có thể suy nghĩ lại, cảm nhận lại, hơn là chúng ta vội vã, let it go. Thế còn John thì sao? John chưa hiểu câu hỏi. Để tôi cố gắng nói tiếng Việt một cách đơn giản nhất. Yeah. Khi một mối quan hệ trở nên mờ nhạt dần. Yeah. Hiểu chưa? Quan hệ là trường hợp đúng không? Quan hệ không phải là trường hợp. Okay. Khi một cái mối tình đi mà John cảm thấy là nó càng ngày càng phai nhạt dần. Phai nhạt dần là có nghĩa là càng ngày càng không thân nhau nữa. Ok. Giống như nói chuyện với cháu trong nhà thiệt chứ không phải giỡn đâu. Thì John sẽ cố gắng để làm cho nó mới lại, níu kéo nó lại. Hay là John thấy là nếu không cố gắng xây dựng thì thôi mình để nó đi luôn, để tìm một cuộc tình mới. John thường sẽ làm cách nào? Nói không hiểu cái là tôi vô luôn đó nha. Không, tại hỏi như vậy thì John chưa trả lời được. Tại nếu mà mình không có cảm xúc ha, mình có nó có cái cảm giác là hết rồi đúng không? Mà vì sao đúng không? Thôi bỏ đi. Chúng tôi không có quá nhiều thời gian để chúng tôi sẽ được hỏi một cái người gần gũi hơn và có thể hiểu được tiếng Việt rõ hơn như giám khảo Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn. Mời anh ạ. Trước tiên là tôi xin chân thành quay cái người lại bạn lại xíu. Yes, rất là thích cái áo này. Cảm ơn anh. Yeah. Hưng nghĩ Thành sẽ hỏi Hưng vì Thành vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình. Và Harry Won cũng không giải thích, Harry Won cũng không nói tại sao, đúng không? Cho nên là Thành đang cần phải lấy rất là nhiều những cái ý kiến từ nhiều luồng khác nhau để Thành có thể tự biện hộ cho chính mình. Hay quá, hay quá. Thật ra thì anh nghĩ rằng là nếu nó xuống tới vực thẳm rồi thôi nên mua vé first class cho nó đi cho rồi. Dễ sợ mà đi chứ một chiều không khứ hồi. Không khứ hồi. Tại vì nó đã đi tới dưới dấu hiệu đó rồi đó thì đừng có cố nữa, chắc chắn là sẽ đứt. Trước khi có sự chán nản đó là họ đã làm một động tác là đi tìm một cái sự an ủi nào khác riêng rồi. Họ sẽ bí mật, họ tìm được đó. Cho nên là cái nguồn an ủi kia nó sẽ lớn dần, họ sẽ cảm thấy đó là một bức tường chắc để họ dựa vào, họ sẵn sàng tiễn cuộc tình cũ ra đi. Có nghĩa là với kinh nghiệm tình trường dày dặn thì anh Đàm Vĩnh Hưng đã hiểu được rằng là thưa các bạn, khi người ta đã đưa ra một dấu hiệu là chán nản có nghĩa là cái vấn đề đi là trước hay sau mà thôi. Thành thử ra thì thưa các bạn, trong tình yêu sẽ có người níu kéo, sẽ có người cắt đứt khi mối quan hệ trở nên mờ nhạt dần. Và thí sinh của chúng ta thì sao? Tôi mời quý vị và các bạn hãy gặp gỡ ngay nhân vật đầu tiên, người giảm cân tốt nhất trong tuần này. Và anh ta giảm cân tới mức độ mà bây giờ hiện nay tôi là một MC mập trong mắt anh ta. Anh ta giảm cân thấp hơn tất cả những người đang tồn tại trong cái chương trình này từ đầu tuần tới bây giờ. Cả John Huy Trần, cả Đàm Vĩnh Hưng, cả Quỳnh Trấn Thành, cắt luôn. Cái người ốm nhất là cái người huấn luyện viên của đội bạn, đó là Đinh Lộc, hot boy, xương gầy, má hốp, mặt ngạnh, thua luôn. Anh ta là ai? Thưa quý vị, Lộc Vượng. Một chàng trai hot boy 6 múi. 6 múi thì chưa có, nhưng mà hot boy thì sắp rồi. Mình đã được gặp anh Cường Hoàng Lệ. Anh chỉ nói với mình một câu duy nhất: hãy ngồi xuống đây và mọi việc để anh lo. Cảm thấy tim mình đập thình thịch luôn. Cứ nhắm hết cả mắt lại và chờ đợi. Khi mà mình mở mắt ra thì một lực lượng hoàn toàn mới. Cảm giác mình trẻ ra được khoảng là 8-10 tuổi luôn. Cái điểm xấu nhất của mình đó là cái lưng. Sức rất là gù, vai để trùng hết cả xuống và lưng thì cong như thế này. Ngoài cái việc làm xấu bản thân mình ra thì nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Chị Nhã Trúc nhìn như thế và đã sửa lại cho mình một cái dáng ngồi hoàn toàn khác. Tự nhủ với cả bản thân mình rằng cố gắng giữ được một cái thân hình đẹp như thế này và đừng để nó mọc trở lại như ngày xưa nữa. Từ bây giờ là mình sẽ tự tin là đi ra ngoài đường và sẽ không còn ai gọi mình với một cái tên là Vượng Béo nữa. Soaking up the sun, he is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. Mm-hmm.
can tell that he'll be there for all life. And I can tell that he'll be there for all life. Cảm ơn cô em, bài nhảy hay quá. Nhập tâm mà bé Ngọc Anh khóc luôn. Mà anh coi cái đoạn cuối lúc mà em gỡ cái tay ra, trời ơi, tự nhiên anh cũng muốn khóc. Nó nổi da gà. Làm như cái câu chuyện này, câu chuyện tình của em hay sao? Rồi lắc đầu là dính đó. Con gái nói có là không, con gái nói không là nó có đó. Cái cuối cùng cái câu chuyện này á, là cái cô này gỡ rồi sao mà cuối cùng nó cũng dính vô trong. Vậy thì cuối cùng là gỡ hay là dính? Dính chặt luôn ạ. Không lối thoát luôn đúng không? Hoặc là cô ấy thì muốn dừng nhưng anh ta níu lại. Thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị cảm thấy cái tiết mục này sâu lắng đến mức quý vị cảm thấy nó được bình chọn là tốt nhất tuần từ ban giám khảo, chúng ta còn chần chờ gì nữa, nhấc điện thoại lên, soạn tin nhắn BN khoảng cách 01 và gửi về 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn bình chọn cho Lộc Vượng và Ngọc Anh. Phạm Hương, bạn có xúc động với tiết mục này không? Trước khi mà Phạm Hương chia sẻ về tiết mục của anh Lộc Phượng thì Phạm Hưng sẽ chia sẻ một chút, đó là thực sự là khi mà Phạm Hưng quay lại tuần thứ 10 này thì Phạm Hưng rất là háo hức xem là mọi người thay đổi như thế nào. Và ngày hôm nay khi mà thấy bạn đứng trước sân khấu với một cái ngoại hình như thế thì Phạm Hưng phải nói rằng wow, chương trình đã giúp các bạn thay đổi quá là nhiều. Hot boy thì đây rồi. Quay trở lại với lại tiết mục đầu tiên của anh thì có lẽ rằng là vì là thí sinh đầu tiên mà trình diễn nên là anh có hơi hồi hộp một chút. Nhưng mà bản thân Phạm Hương thì Phạm Hương rất là thích tiết mục của anh với cái nền nhạc. Và đặc biệt là thể loại đương đại, nó dễ chạm tới trái tim và đi sâu vào bên trong mỗi chúng ta. Và anh có một cái đạo cụ cũng như là một bạn diễn hỗ trợ mình rất là nhịp nhàng. Và hai người phối hợp với nhau rất là ăn ý. Và thực sự là không thể rời mắt trước hai động tác của cả hai anh chị trên sân khấu. Chúc mừng anh. Cảm ơn Phạm Hương. Mà John Huy Trần. Cái bài này thì nó rất là phức tạp vì cái dây thun tụi em cài trong cái khung đó. Nó làm cho cái bài nó phức tạp và nó rất là khó. Tại nếu mà mình không có tự tin và chắc chắn với cái động tác của mình thì nó sẽ xảy ra nhiều cái vấn đề. Nhưng trong cái bài này mọi thứ tụi em làm tốt. Nhưng anh thì mất một chút xíu cảm xúc về cái bài này. Tại anh tập trung nhiều quá về cái đầu cũ. Cảm giác anh thấy tụi em cảm nhận nhau rất là tốt. Và cái nhạc nó hay. Nhưng mà đối với anh đang ngồi ở đây, anh đang mong chờ thêm một chút xíu nữa. Có nghĩa là đôi khi các bạn thể hiện những cái động tác phức tạp, rõ ràng là cũng có sự nhuần nhuyễn, nhưng mà nó thiếu đi một cái hiệu ứng về sân khấu của cái điều đó. Còn với anh Hưng thì sao? Thật ra thì cái đạo cụ này nhìn thấy dễ ha. Nhưng mà để làm cái gì với nó không hề đơn giản thế nào cả. Có người sẽ nghĩ ra là họ sẽ dán một bức tranh hoặc là một khung hình để làm những động tác giống nhau, giống như cái gương vậy đó, rất là khó. Cho nên các bạn phải ráp sợi dây thun vào để cho nó phức tạp hơn. Nó một cách rất công tâm rằng là tuần trước chúng ta đã xem một tiết mục cũng có dùng dây thun, nó khá giống cái này tí xíu, nó làm cho mình không còn bị bất ngờ. Và hôm nay Lộc Vượng bị sô le động tác với lại Ngọc Anh chút xíu, vì cái chỗ đó nó không đáng để bị sô le, nó không khó đến mức mà bị sô le như vậy. Là cái chìa khóa để mở cánh cửa bài thi này ra vẫn đang bị giấu ở đâu đó, vẫn chưa thấy sự bùng nổ đó. Xin cảm ơn ba vị giám khảo. Các bạn cũng có thể thấy là cái bài của các bạn đôi khi nó là một cái thể loại mà nó đòi hỏi cái sự tinh tế và nhuần nhuyễn phức tạp, mà sau những cái tinh tế đó chúng ta còn phải tạo ra một cái điểm nhấn nào đó đặc biệt để làm cho người ta cảm thấy wow, khó nhờ. Nhưng không sao thưa quý vị, đây là tiết mục đầu tiên, rất thông cảm về cái tâm lý của các bạn. Và quan trọng hơn hết là các bạn vẫn còn một bài nữa. Thế bây giờ sẽ là điểm số của giám khảo dành cho tiết mục đầu tiên. Xin mời John. 8 điểm. Phạm Hương. 8 điểm. Anh Đạt. 8 điểm. Chúc mừng các bạn. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành.